kênh Ra Ha Vlog nha mọi người. Thì mình là Hân đây mọi người. Thì hôm qua giờ hôm qua thì mình chỉ cho nhã một cái màn cho mà kêu bằng nhẹ nhàng thôi mọi người, kiểu như là không phải cho nó, kêu như thử lòng thôi á, coi như thế nào. Thì hôm nay ổng đi quay về mọi người, giờ này ổng đi quay về khá là trễ rồi. Hồi nãy mình có điện ổng, có lộn, ổng có điện mình đó là hỏi mình đó là có nấu cơm không, lần ổng về ổng ăn hay là ổng ăn ở ngoài ăn hủ tiếu hay là cái gì đó luôn. Nhưng mà mình nói là mình có nấu cơm, thì thật ra là mình có nấu cơm để mình đợi cho ổng ăn nha mọi người. Nhưng mà mình không muốn cho ổng ăn một cách quá dễ dàng nên mình phải thực hiện cái màn cho, để tại bữa giờ ổng cho mình quá nhiều thôi nên phải cho lại được một cái mình mới chịu mọi người. Mà đâu nào thua ổng được đâu, đúng không mọi người? Thì bây giờ cùng vô cho ổng đặt cốc quay rồi set up đồ đạc xong rồi đợi mình, đợi ổng về rồi mình thực hiện màn cho nha. Ok mọi người, thì mình sẽ đặt được cái cốc quay đó nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ ở nhà và mình dọn dẹp sơ sơ rồi mình đợi nhã về nha mọi người. Trong lúc đợi nhã về mình dọn dẹp sơ sơ nha mọi người. Ok. Cái canh này anh không biết ăn này rồi sao anh ăn? Thì anh không ăn được cái cọng thôi thì anh hấp nước.
thì do cái mùi của nó ăn không được thì cái mùi nó ra những nước chanh thì cũng như cái mùi của nó một mùi đậm đặc hơn nữa rồi chứ gì. Mình mỗi lại ăn nè, có như vậy nè, xong rồi đốt vô chứ làm sao, chứ muốn gì chạy thì còn cơm mà còn canh người ta mới kêu về. Đặt đầu anh luôn đi, còn cơm còn canh nó mới kêu về với bộ. Thôi để người ta nói kêu ít canh còn ít cơm ít canh đi, để người ta biết cái ngoài đường người ta ăn. Anh có ăn cơm ngoài đường không hay gì? Nè anh đói, anh ghé lại quán ăn rồi. Như tôi nói rồi, anh mới điện về anh hỏi em là có nấu cơm không để anh biết anh về anh ăn chung với em. Thì em nói là còn cơm còn đồ ăn. Mà tại sao bây giờ anh về em chết em hoài vậy? Còn cơm thiệt nè, còn đồ ăn thiệt không? Nhưng mà em có nói sai không? Em có nói sai không? Hả? Em có nói sai không? Có cái nồi không đó chứ có cái gì? Chén dơ chưa có rửa nữa đó. Anh ăn đỡ miếng đi, ngủ. Anh đói dữ lắm luôn, em ơi, thiệt luôn, nghĩ sao mà bữa nay em làm cái gì kỳ cục thiệt chứ. Anh đói dữ lắm. Nhưng mà như đi cơm ra ăn cũng no, ăn những cái bao tử anh về nó mới đổ chút xíu à. Bình thường anh ăn một chén anh đâu căng bụng, bây giờ anh ăn một miếng này là lắm vậy. Được, không lẽ ăn không không nhá hả? Qua có bố hộp kìa, có bố hộp kìa. Sao em nói chuyện em nghe được, sao nãy em nói với anh ấy ngoại nó không tiếu đi trời. Khó khăn của ai làm gì mà ăn thì ăn uống mà khó khăn cái gì nè, đập luôn đi, đập hết luôn đi. Ta nấu cho ăn nó về không có biết cảm ơn, tự kiếm gì cho tết cho người ăn gì chóng vậy. Á chị kêu vậy ăn cái gì chóng. Ủa chứ tự nhiên nó bụng đi vô toilet, mở cửa ra chứ gì ăn. Tụi em giấu đồ ăn gì chẳng sao. Bị khùng quá gì, đồ ăn em đi toilet. Thì bây giờ em nói anh ăn đỡ đi, rồi ngày mai em nấu cơm cho anh ăn. Rồi đó quá khùng quá gì, dở mày giặt kiếp gì. Dọn cơm cho anh ăn đi em. Cơm nè. Không lẽ em khùng cái mức độ mà tự nhiên làm gì cho anh hả? Ủa em làm gì mà em khùng cơm? Nóng nóng rồi đó trời, đừng giỡn nữa. Ủa là cái gì em nói là cơm canh nè, rồi không ăn rồi tự nhiên mấy em giỡn, mấy cái giỡn cái gì? Thiệt luôn hả? Anh em mặc em nói. Ủa nhưng mà tại sao cơm canh này không ăn mà anh nên giỡn là sao? Anh không biết ăn cái rau cải đó. Thì ăn cơm không đỡ một bữa đi trời. Nhà hôm qua ăn hết trứng rồi. Cơm không nữa đi. Có muối vậy à, để nằm ngớ thì không ngớ rồi được. Ăn cơm với mặn hả? Ăn cơm với mặn được không? Giống người miền Tây. Không, còn em đi em không phải. Lối anh nói em thấy em đó. Đi ngồi trước đi, mệt quá. Anh không ăn cơm mày hết. Đau quá.
thôi. Đây sao mốt có cơm đàng hoàng kêu ăn nha. Ủa chứ này cũng cơm đàng hoàng chứ bộ có cho anh ăn gì đâu mà nói không đàng hoàng. Không mày hỏi đi, tao biết ăn ở ngoài. Ủa cái này cũng là cơm mà, có canh là đàng hoàng. Kiếm gì nữa? Nhớ cái cơm kho ăn đi. Gì vậy trời? Tao nói không kinh. Đồ ăn mà thôi, thôi ăn đi. Rồi em ăn cơm chưa? Ba ăn cơm rồi. Cái gì? Em với ba ăn cơm chưa? Em ăn rồi. Chịu ăn cơm với miếng cá kho với thịt chiên, ăn hết rồi. Miếng cá kho với thịt chiên, ăn hết rồi. Cái gì? Chịu ăn cơm với cá kho, thịt chiên, ăn hết rồi, chừa lại nè. Rồi sao em không chừa cho anh, em chừa cái nồi canh anh ăn không được vậy? Anh biết canh anh ăn không được. Anh nè, anh tự sáng giờ ăn canh không mà về ăn thịt chiên cá kho rồi nữa hả? Thì em với ba ăn hết cũng lẽ giờ đang ăn người phải đính lễ cho anh. Vậy thì thôi, hồi nãy người ta điện thì làm ơn nói là hết cơm đi. Đã nói còn cơm. Còn chút xíu vậy thì thôi, nó hết đi, không người ta còn ít đi. Thì em biết bình thường anh giảm cân thì biết anh ăn nhiêu đó anh ăn đủ ai biết. Thôi, ăn không ăn được thôi. Buồn ra người ta ăn. Không ăn được thôi, quả này. Tối lên bà luôn. Ăn miếng mặn đi rồi em lên thay đồ rồi em chở đi ăn. Kiếm gì ăn? Thịt chứ em làm gì đó em muốn quyện lại em tại chỗ luôn đó em. Mệt em quá rồi. Có bụng mà gặp em thiệt chứ. Bị điên cái vậy? Sao vậy? Còn miếng ăn không ăn cho chết ngắt luôn vậy? Đi bỏ đi, có cái này cho anh nè. Đó. Có đồ ăn xong. Yes. Không có cơm thôi à. Không có cơm thôi à. Hết rồi. Hết gạo luôn rồi. Hết rồi, ăn chịu ăn hả? À? Nãy giờ cũng quằn này thiệt chứ có bụng mà sao vậy? Cơm đâu có cơm ăn? Không còn cơm, hết gạo rồi. Thì còn là ăn đó. Em nói cũng anh ăn cá kho nữa đi, cũng ăn cá chiên á. Quyền anh lại, anh nói thiệt luôn á. Sao hồi nãy giờ không bớt cơm cho anh ăn? Anh hết gạo giờ này anh bé mà muốn. Trời ơi là trời. Mày tàn ác quá. Trời ơi mày đừng có làm cho mẹ khổ con ơi. Mày đừng có làm cho mẹ khổ. Mày tao lại mày. Em để đâu rồi? Em để trên thùng gạo, bây giờ anh cũng nhìn ra. Ủa đây thì anh kiếm thùng gạo đây đâu á? Đó, để trên thùng đó luôn. Mà cơm ấy đi luôn. Chua. Thử mắt em á. Thử tức. Cẩn. Ăn với cái đó đi. Ừ.
quằn nha. Đó đói gì về gặp em mà em quằn nữa. Quằn điên quá trời nữa. Quằn cỡ anh nữa được không? Anh làm gì quằn? Nó có quằn đâu. Bị điên nữa. Sao tao đói tao kêu về nấu cơm ăn. Về cho ăn cái chén cơm như là mèo hử vậy. Đâu chén cơm mà ăn mà em ăn không ăn đi kìa. Chén cơm mèo hử là chén cơm nào? Chén cơm này như nào? Chén cơm này ha. Thì mình cũng đã thực hiện được bàn tròn của mình mọi người. Nói chứ trời mình thương Nhã lắm mọi người. Mình chừa cho Nhã một chả cá kho, hai con cá chiên nữa nè mọi người. Nói mình thương Nhã không? Một tô cơm cho Nhã ăn nó bụng luôn nè mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip trên của mình nha. Tại vì do Nhã là gây hụt chút. Không, đừng cho mấy người không đói á, đừng cho mấy người. Kệ, không quan tâm, mình không đói, mình không quan tâm. Thì màn trên của mình đã, cũng đã kết thúc tại đây. Nếu mọi người thấy clip trên này hay thì để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh nha. Còn ai mà thích mình cho Nhã nhiều thì nhắn tin riêng cho mình nha. Còn bây giờ chào biệt mọi người nha, bye bye.